Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chúng ta tiếp tục sang dạng toán thứ hai, đó là dạng toán liên quan bài toán dạng động tác dần. Thế ở cái dạng toán liên quan đến bài toán dạng động tác dần này thì cơ hệ nó sẽ không dao động điều hòa nữa, bởi vì nó chịu thêm một cái lực ma sát. Bởi vì dao động tắt dần là dao động mà có biên độ giảm dần theo thời gian, dẫn đến năng lượng giảm dần theo thời gian. Cái giảm dần này là do yếu tố nguyên nhân của ngoại cảnh, đó là do lực cản môi trường, lực cản không khí, lực cản của lực ma sát. Ok chưa? Thế thì khi giải bài tập về bài toán dao động tắt dần này, thầy đã đưa ra một cái bài toán tổng quát như sau. Bài toán tổng quát này có 6 ý. Đề rất hay khai thác cả 6 ý này. 6 ý này ở các mã đề khác nhau. Thì các bạn phải đến như sau. Đề cho như thế này này. Đó là cho một con lắc lò xo có độ cứng K, vật nặng có khối lượng M, đặt trên mặt phẳng nằm ngang, có hệ số ma sát giữa vật và sàn là nguy. Từ vị trí cân bằng đưa vật về vị trí lò xo bị biến dạng một cái đoạn X, rồi buông cho vật dao động, lấy G bằng 10 mét giây bình phương. Các bạn có 6 ý hỏi như sau. Thứ nhất, vị trí vật đạt tốc độ cực đại. Thì đa số thí sinh sẽ bị nhầm lẫn là vị trí vật đạt tốc độ cực đại là ở vị trí cân bằng. Bởi vì trong dao động điều hòa thì vật đạt tốc độ cực đại đúng là tại vị trí cân bằng. Nhưng khi chịu thêm một cái hệ số ma sát mu này thì nó không phải ở vị trí cân bằng nữa. Ý thứ hai đó là tốc độ cực đại của vật. Thì cũng tương tự giống câu trên, ý là hỏi tốc độ cực đại thì chính là Vmax. Vmax thì đa số các bạn sẽ nhầm lẫn là chỗ này này mà, bằng omega nhân A. Nhưng ấy, khi có hệ số ma sát thì nó không phải là omega nhân A nữa. Tí nữa ta sẽ chứng minh nhá. Ý thứ ba là quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là hỏi S. Bốn là độ giảm biên độ sau một cái chu kỳ. Thì đặt chúng ta đặt delta A là độ giảm biên độ sau một chu kỳ nhá. Số dao động vật thực hiện được đến khi dừng lại. Trong cái phần đại cương dao động điều hòa ta học rồi, số dao động chính là N đúng không ạ? Thì cái này chính là N. Và cuối cùng thời gian và thực hiện dao động thì đa số chúng ta sẽ dùng là delta T của ta bằng số dao động nhân với cả chu kỳ T. Bởi vì chu kỳ là bằng số dao động chia cho thời gian chia cho số dao động. Đấy là các ý hỏi như vậy. Thế thì các bạn sẽ cùng quan sát cái hình ảnh ở trên bảng như sau. Chúng ta có một cái con lắc lò xo nằm ngang như thế này. Con lắc lò xo này có một cái đục cứng K và nó nằm ngang được chưa các em? Thế thì từ vị trí cân bằng này, ta kéo con lắc lò xo lệch ra khỏi một đoạn rồi ta buông tay. Các bạn cứ tưởng tượng từ đây này, kéo đến đây rồi ta buông tay. Ok chưa các em? Thì nó sẽ dao động. Ở đây các bạn chắc chắn là con lắc nằm ngang này sẽ chịu tác dụng của trọng lực P hướng xuống và phản lực N hướng lên. Hai lực này, hai lực cân bằng. Khi xét về cái hợp lực tác dụng lên vật thì thầy sẽ bỏ qua phản lực N và trọng lực P. Lý do là nó đã triệt tiêu nhau. Được chưa các bạn hiểu không ạ? Nên là thầy cho các bạn xem cái hình ảnh này, hình ảnh cụ thể của con lò xo nằm ngang. Bây giờ thầy sẽ vẽ. Thầy sẽ vẽ bằng tay để các bạn xem nhé. Các bạn sẽ cùng quan sát như sau. Chúng ta có một con lò xo nằm ngang như này. Đấy. Nằm ngang như này. Đây là vật có khối lượng M. Đây là lò xo độ cứng là K. Nó nằm trên một cái phương ngang như vậy. Thì tại đây vị trí lò xo đứng yên thì chính là vị trí cân bằng O. Vị trí cân bằng O, các em hiểu không ạ? Rồi. Nhưng ấy, khi mà chúng ta kéo vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn X, giả sử ta kéo đến một đoạn X rồi thả cho vật dao động, thì cái đoạn X này, tính từ đây nha, nhiều khi X lớn nhất chính là A đúng không ạ? Bình thường sẽ dao động từ biên dương A. Nhưng trong trường hợp này thì cứ cho kéo đến X, kéo đến một vị trí X nào đó thôi, rồi buông tay cho vật dao động. Ok chưa? Hoặc là thầy cung cấp một cái vận tốc cho vật dao động. Còn nếu mà trường hợp buông nhẹ lên thì nó sẽ ở tại biên dương đây. Thầy gọi bên này là biên dương, được chưa các em? Bình thường nó sẽ dao động thế này, em nhìn này. Và sẽ dao động từ cái vị trí buông tay này qua đây. Nếu mà thầy cung cấp vận tốc cho nó dao động thì nó sẽ về đúng cái vị trí biên âm. Biên âm bên này này. Đúng không ạ? Biên âm bên này, sau đó nó sẽ dao động điều hòa. Chắc chắn là biên âm và biên dương nó phải hai vị trí này bằng nhau. Đấy, nằm này. Đúng chưa? Đối xứng chưa? Tuy nhiên ấy, khi mà hệ này, quả nặng này chịu tác dụng của lực ma sát, ý là lực ma sát do cái mặt sàn tác dụng lên cái vật nặng này
Thì cái để vật nặng dạng này thì các bạn dễ nhìn thì cái lực ma sát tác dụng vào đây nhá. Nó không phải lực ma sát lăn nữa mà đây là lực ma sát trượt. Đây, có như cái vật này, kéo vật lệch ra rồi buông tay. Thì khi đó cái ma sát ấy đã làm cho cái sự chuyển động của nó không phải là chuyển động dao động điều hòa nữa, mà nó sẽ không về đến vị trí này nữa. Các bạn không hiểu không nhỉ? Đây, thầy sẽ kéo này, kéo vật lệch ra khỏi đến đây, buông tay một cái. Bình thường nó sẽ về đến biên âm xong rồi về biên dương, biên âm. Nhưng mà vì lý do có lực ma sát cho nên nó mất dần năng lượng. Khi mất dần năng lượng thì nó chỉ về đến vị trí này chẳng hạn, giả sử về đến vị trí biên này thôi, nó đến đây thôi. Và khi đó nó về đến đây thôi, nó không phải về đến vị trí A ban đầu nữa, hiểu chưa các em? Khi đó thì nó sẽ có một cái vị trí cân bằng mới, thì gọi là vị trí cân bằng mới, nó là O phẩy. Nó không phải là vị trí cân bằng cũ nữa mà vị trí cân bằng mới. Làm sao để cho nó đối xứng hai bên này? Đây các bạn sẽ nhìn này, O phẩy là sao? O phẩy đến A này, đoạn này sẽ bằng cái đoạn O phẩy này đến một cái vị trí A phẩy nào đó, trừ A phẩy nào đó. Ok chứ các em? Các bạn hiểu như vậy. Và thầy gọi cái đoạn O phẩy này chính là x0 là vị trí cân bằng mới, hay là vị trí cân bằng mới thì tại thời điểm này thì vật mới đạt tốc độ cực đại. Các bạn hiểu ạ? Tại đây V mới là max. Nó không phải là tại đây nữa. Thế tại đây vật chịu tác dụng của những lực nào? Chịu tác dụng những lực nào? Thứ nhất, con lăng lò xo nằm ngang thì sẽ chịu tác dụng của lực đàn hồi, F đàn hồi, đúng chưa? Lực đàn hồi chính là lực kéo về trong trường hợp này. F đàn hồi bằng trừ bằng kx, bằng kx. Và lực ma sát sẽ kéo về, giả sử như này em này. Em kéo vật sang đây thì lực ma sát sẽ hướng về bên ngược lại. Còn nếu mà khi mà vật chuyển động về bên này thì lực ma sát sẽ kéo vật lại ngược lại. Tóm lại lực ma sát và lực đàn hồi trong trường hợp này sẽ là cùng phương ngược chiều, đúng chưa? Thì áp dụng định luật 2 Newton ta được như sau. Nào, ý thứ nhất nhé, ta sẽ xử lý ý thứ nhất nhé. Ý thứ nhất đó là vị trí vật đạt tốc độ cực đại, vị trí vật đạt về mặt. Nào, đó là F đàn hồi cộng với cả trừ F ma sát chiều này, trừ F ma sát, hai thằng phải là cùng phương ngược chiều, bằng MA. Khi vật chuyển động trên mặt sàn này, chuyển động đều trên mặt sàn thì gia tốc A bằng 0. Vì A bằng 0. Do đó thì F đàn hồi sẽ bằng gì ạ? Bằng F ma sát. Được chưa các em? Lực đàn hồi khi con lắc lò xo nằm ngang thì sẽ là K nhân giá trị x0 đây. K nhân x0 chính là KOO phẩy đây. Nếu mà khi KOO phẩy các bạn cảm giác nguy hiểm hơn là khi ta nhân với cả KX0 đúng không ạ? Thì cứ để KX0 nhé. Và sẽ bằng hệ số ma sát, các bạn nhìn này. Hệ số ma sát, à xin lỗi, lực ma sát đấy chính là mu nhân n. Mu nhân n, đây công thức ra học ở lớp 10 rồi đúng không ạ? Và n ở đây chính bằng là P. Chúng ta vừa phân tích cái hình ảnh vừa rồi á, chính là mu nhân m, m cực. Ok chứ em? Mu nhân n, n bằng P, mu nhân P, mu nhân mn. Đấy. Suy ra cái vị trí cân bằng mới x0. Từ đây rút x0 thôi, x0 sẽ bằng là mu mg trên k. Ok chứ các em? Đây chính là vị trí cân bằng mới. X0 là khoảng cách từ O đến vị trí cân bằng mới O phẩy. Chính là O phẩy. Được chưa các em? Đóng ngoặc vào. Đây chính là vị trí cân bằng mới. Mu là hệ số ma sát, m là khối lượng của vật nặng. Nhớ khi tính toán các bạn đổi ra đơn vị kg. G là gia tốc rơi tự do. Và K chính là độ cứng của lò xo. Thế ta đã xử lý xong được ý này. Đó là vị trí vận tốc cực đại chính là V x0 x0 bằng nguy mg chia K. Đúng chưa? Được ý thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý ý thứ hai nha. Chúng ta sẽ cùng đi ý thứ hai. Có lẽ là bị thiếu bảng cho nên đợi thầy xóa bảng ý thứ nhất nhé. Chúng ta tiếp tục sang phần 2 nhỏ, đó là nói về cái tốc độ cực đại của vật. Thế thì chúng ta vừa mới xây dựng xong cái biểu thức của vị trí vật đạt tốc độ cực đại, đó là x0 bằng nguy mg trên k. Ở vị trí này chính là vị trí mà vị trí cân bằng mới của ta, đúng chưa ạ? Thế các bạn hiểu tại đây vận tốc cực đại là một cái chú ý nho nhỏ thôi, nhưng mà các bạn phải hiểu cho thầy. Thì các bạn biết rồi, khi vật có tốc độ cực đại thì gia tốc bằng 0. Hay ta hiểu đây, tại đây chính là gia tốc mới của vật bằng 0. Khi đó thì hợp lực tác dụng vật cũng bằng 0. Hiểu không ạ? Tại đây này.
chính là về chỉ cân bằng mới. Thế thì khi nói về cái tốc độ cực đại của vật thì ta có, ta sẽ đi xây dựng công thức như sau. Tốc độ cực đại của vật. Các bạn cùng nhìn này. À, ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp này, đó là áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho cái dao động này. Thì các bạn hiểu như sau, bình thường ấy thì cơ năng của ta sẽ bằng tổng động năng. Động năng chính là 1/2 kx không bình, đúng chưa? Bởi vì vật đã dịch chuyển một đoạn x cộng với cả 1/2 mv bình. Đấy, mv bình. À, nhưng ở đây nó không phải dao động điều hòa nữa, như vậy cơ năng sẽ không bằng động năng cộng thế năng, mà phải cơ năng để bảo toàn thì phải cộng thêm công của lực ma sát nữa. Công của lực ma sát ở đây chính là, các bạn học công của lực ma sát ấy, a ma sát bằng f ma sát nhân s. Đấy, f ma sát đấy chính là mu nhân m nhân g, và nhân với cả s ở đây. Nhưng mà s là cái quãng đường nó dịch chuyển được, thì các bạn phải hiểu này. Khi vật dịch chuyển này, các bạn cứ tưởng tượng dễ hiểu nhá. Nó bắt đầu dịch chuyển từ bên này sang, từ dịch chuyển từ cái vị trí kéo x ấy, sang đến biên âm và thả ra thì sẽ dao động về đây. Như vậy rõ ràng ở đây là nó phải cộng thêm một lượng là mu mg nhân với cả gì kém? À, nhân với cả a. A chính là một đoạn a này. Nhưng mà đã là sao ạ? Trừ hay cộng s không ạ? À, ta sẽ trừ, trừ cho x không này. Đây chính là cái quãng đường dịch chuyển được. Ta phải trừ cho cái đoạn này. Được chưa các em? Hay ta hiểu là quãng đường dịch chuyển trong trong cái nửa chu kỳ ấy, là ta xét từ đây này và trừ cho cái đoạn này. Chính là trừ cho cái đoạn x không. Thì đây chính là ra được cái thằng công của lực ma sát làm cho vật, làm cho vật cản trở chuyển động của vật. Các bạn hiểu như vậy. Ok chưa ạ? Mà cơ năng của ta công thức là gì? 1/2 1/2 cái này bằng mg bằng này 1/2, cái này bằng 1/2 ka bình. Cơ năng ấy, tổng quát là 1/2 ka bình, chắc là 1/2 k nhân x không bình cộng với cả 1/2 mv bình. Em nhìn kỹ nhá. Chúng ta vừa xây dựng được cái biểu thức của ta là x không bằng mu mg k. Như vậy thì nhấn chéo lên đây sẽ là mu mg sẽ bằng là k nhân x không. Thầy sẽ ném vào đây sẽ là k nhân x không nhân a trừ x không cho các em. Rồi đến đây, đến đây nếu chúng ta muốn mất cái giá trị 1/2 đi thì ta nhân cả hai vế cho hai. Được chưa các em nhỉ? Nhân cả hai vế cho hai sẽ được ka bình bằng ka x không bình phương cộng với cả mv bình. À, ở đây sẽ là cộng với cả 2 lần k nhân x0 nhân a trừ x0. Rồi, ok. Nào, đến đây ta chuyển mv, vì cái ta đang cần tìm chính là v. V chuyển tất cả các đại lượng ở đấy sang bên kia và ta sẽ giữ nguyên là mv bình này bằng này ka bình. Thầy rút k ra sẽ là a bình trừ cho x0 bình. À, chuyển cái 2k x0 nhân với cả a trừ x0 sang bên kia thì em sẽ được là nhân tung vào rút k ra ngoài rồi 2x0a sẽ trừ 2x0 nhân a và cộng, đây là trừ thì chuyển sang bên kia sẽ là cộng, cộng với cả 2x0 bình phương. Rồi đấy, đóng ngoặc vào thì đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, mv bình giữ nguyên đấy sẽ bằng k. Đây là a bình, giữ nguyên nha, a bình trừ cho x không bình với cả 2 x không bình, ở đây sẽ chỉ còn x không bình trừ cho 2 a nhân x không. Thì ghi lại cho nó đúng với cái bản chất của cái hằng thức, và cộng với cả x không bình. Đấy, như vậy đến đây ta suy ra được là gì ạ? V bình phương sẽ bằng k chia m, thì chia m luôn đây, nhân với cả a trừ cho x không tất cả bình phương, nó là hằng đẳng thức. Đây là bình phương của một hiệu. Ok chưa các em? Rồi đến đây
đến đây chúng ta suy ra v thôi, chính là đây chính là v max đúng không ạ, v max v bằng k trên m chính là omega bình phương. Nhưng mà khi mà tính v thì ta căn chỉ có cộng trừ thôi. V max thì đa số là ta nói về cái độ lớn của nó thì bỏ qua giá trị âm đi, nó sẽ là a trừ a trừ x không bình phương, căn của nó chính là a trừ x không. Đấy, như vậy chúng ta đã xây dựng được cái công thức tính vận tốc cực đại của vật ở vị trí cân bằng mới. V max sẽ bằng omega. V max thì ghi chữ max vào đây. V max sẽ bằng omega nhân a trừ x0. Thế thì các bạn nhìn thấy công thức này với cái công thức dao động điều hòa V max bằng omega a khác nhau chỗ nào? Đây, nhìn khác nhau là trừ thêm với giá trị là a trừ x0. Còn đây là omega nhân a thôi, đúng chưa các em? Nhớ là hai cái công thức này nó khác nhau. Những năm trước lỡ mà nó cho thêm năm 2010 2011 ấy, có một cái đề thi của bộ là nó cho thêm hệ số ma sát. Cho thêm hệ số ma sát vào. Và đa số thí sinh tính V max bằng omega nhân a. Thế là sai, toàn hết. Các bạn hiểu đây là omega nhân a trừ x0. Đây chính là V max. V max. Đơn giản chứ các em. Các bạn chỉ cần nhớ những cái công thức khá đơn giản thôi. Còn chứng minh đây là chứng minh cho các bạn thôi nhá. Bây giờ ta tiếp tục sang ý thứ ba, đó là quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn. Chúng ta tiếp tục sang ý thứ ba, đó là quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là tính S. Thì chúng ta có như sau, các bạn nhìn này, khi kéo các lắc lên ra khỏi vị trí cân bằng rồi nó dao động thì dần dần nó chịu tác dụng của lực ma sát và nó sẽ dừng hẳn, đúng không ạ? Thì chúng ta có là năng lượng, thì gọi là V kép là năng lượng lúc đầu đi, trừ năng lượng lúc đầu ấy, bắt đầu dao động ấy, đến khi dừng hẳn là V kép không đi. Thực ra là cơ năng sau trừ cơ năng trước, nhưng mà lần này thầy lấy cơ năng trước đi. V kép không này trừ cho V kép sau đi. V kép trước là V kép không trừ V kép sau sẽ bằng là công của lực ma sát. Đây là công chính là lực công ma sát bằng F ma sát nhân S, được chưa các em? F ma sát nhân S. Để thầy lấy trước trừ sau để thầy bỏ cái dấu âm đi. Vì chúng ta hiểu là sau trừ trước sẽ bằng trừ F ma sát nhân S, nhưng mà bỏ dấu âm được. Tóm lại là sau khi dừng hẳn thì cái thằng này bằng không, năng lượng bằng không, chỉ còn là V kép không thôi. V kép không chính là 1/2 k a bình, đúng chưa? Sẽ bằng là F ma sát là mu m n mu m g nhân F. Và đây ta suy ra được cái quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn là tổng quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn, S sẽ bằng là k a bình phương chia cho 2 mu m m g. Mà chúng ta biết rồi, x0 bằng mu mg trên k. Như vậy thì ném k lên đây sẽ là a bình trừ 2 mu mg chia cho k. Ném k xuống mẫu được, đúng không ạ? Hay ta có thể ghi là bằng a bình phương chia cho 2 lần x0. Đấy, đây chính là cái quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn. Chú ý này, khi tính quãng đường ở đây thì ta sẽ đổi a ra đơn vị mét, và thằng này mét nếu mà quãng đường đơn vị mét. Ok chưa các em? Bởi vì các đơn vị ở đây nó phải là tương ứng nhau. Rồi, thầy ghi lại đây, S sẽ bằng là a bình k a bình chia cho 20 mg bằng a bình phương chia cho 2x0. Đấy nha, thầy ghi bên cạnh luôn để các bạn nhận diện được luôn nhá. Ok chưa các em? Để thầy tiếp tục sang ý tiếp theo. Đó là ý thứ tư. Ta sang ý thứ tư, đó là độ giảm biến độ sau một chu kỳ. Thì ta xét cái độ giảm biến độ sau một chu kỳ như sau. Đây là bốn nhỏ nhá. Thế để xét độ giảm biến độ sau một chu kỳ thì các bạn cứ tưởng tượng là vật đi từ đây này. Đi từ cái vị trí kéo đây. Cho dễ hiểu là đi từ vị trí biên đi đến vị trí biên âm, quay lại. Bình thường dao động điều hòa là như vậy. Nhưng đối với cái trường hợp nó chịu tác dụng của cái lực ma sát này thì nó sẽ là đi từ đây về đến vị trí trừ a phẩy thôi, và nó quay lại, nó sẽ không phải đến vị trí trừ a nữa. Các bạn hiểu là nó sẽ không đến vị trí được độ dài như ban đầu của cái biên nữa. Như vậy ta sẽ xét độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ nhá. Nó cộng nào, độ giảm biên độ sau 1/2 chu kỳ. Thầy xét nửa chu kỳ các bạn dễ nhìn nhá, để tí nữa ta sẽ tính độ giảm biên độ sau một chu kỳ.
Thì ta áp dụng thì là toàn năng lượng thôi. Đó là gì ạ? Cơ năng bằng một giá trị cơ năng phẩy. Cơ năng phẩy nhá, bởi vì nó sẽ không dao động bằng cái biên độ A nữa. Và cộng với cả công của lực ma ma sát trở lại. Ok chưa các em? Rồi tương đương là cơ năng của ta là 1/2 KA bình bằng cái này. Đây là 1/2 K nhân A phẩy bình. Có hiểu ạ? Bởi vì là cái biên độ dao động mới của ta là A phẩy chứ không phải là A nữa. Nó khác cái giá trị A bình, A trước. Cộng với cả lực ma sát trường hợp này là A ma sát bằng mu m g nhân gì ạ? Nhân A. Nhưng mà ở đây này tính này, nó sẽ dao động từ đây đến vị trí này xong về đến đây thôi. Đó là A cộng với cả A phẩy cái quãng đường này. Nó không phải là vị trí ban đầu nữa. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, nó sẽ là A cộng với cả A phẩy, nó không về đến vị trí A nữa. Rồi, thế là sẽ chuyển vế bên này sang bên này sẽ là 1/2 K. Rồi ra ngoài bên trong là A bình này trừ cho A phẩy bình bằng cái này là mu mg nhân A cộng A phẩy. Rồi, đây là rõ ràng đây là bình hiệu của hai bình phương đúng không nhé? Sẽ là 1/2 K. Thầy rút này, A cộng A trừ A phẩy nhân A cộng A phẩy bằng với này là mu mg. Mu mg nhân với cả A cộng A phẩy. Các bạn nhìn ở hai vế chúng ta có là A cộng A phẩy, A cộng A phẩy, chúng ta có thể triệt tiêu. Triệt tiêu. Như vậy chỉ còn lại gì ạ? 1/2 K A trừ A phẩy. A trừ A phẩy chính là delta A, delta A phẩy đấy, thầy gọi delta A phẩy. Thầy đặt chính là 1/2 K nhân delta A phẩy. Đây chính là độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ nhá. Delta A phẩy đây. Tức là mu mg. Rồi, như vậy suy ra được delta A phẩy bằng gì các em? Bằng mu mg nhân 2 hay là 2 mu mg chia gì ạ? Trừ K. Đúng chưa các em? Và các bạn nhìn thấy là mu mg trên K chính là x0. Như vậy ta có thể ghi được bằng là 2 lần hay là x0. Dễ chưa? Như vậy độ giảm biên độ sau suy ra độ giảm biên độ sau một chu kỳ ta nhân mấy ạ? Nửa chu kỳ thì bằng 2x0, nhưng mà ta nhân 2 lên thôi đúng chứ các em? Sẽ là thế kia đây. Đây là delta A bằng 4 mu mg chia K hay bằng 4x0. 4x0. Đây chính là cái công thức tính độ giảm biên độ sau một chu kỳ. Đơn giản không ạ? Dễ hiểu không ạ? Đây là những cái công thức chúng ta vừa xây dựng. Nào, ý thứ 5 đó là số dao động vật thực hiện được đến khi dừng lại. 5 nhỏ. Đó là số dao động. Thì để tính số dao động thì người ta lấy số dao động này bằng biên độ A chia cho độ giảm biên độ sau một chu kỳ, đó là chia cho delta A. N bằng A chia cho delta A. A giữ nguyên, delta A của ta chính là bằng 4x0. Ném vào đây sẽ là A chia cho 4x0. Các bạn nhớ công thức này nhé. Đây chính là số dao động vật thực hiện được đến khi dừng lại. Ok chưa các em? Rồi sóng nhỏ. Sóng nhỏ là thời gian thực hiện dao động. Thời gian thực hiện dao động đó là delta T bằng T nhân N. Đấy. Thì N đây chính là A chia 4x0 là chu kỳ T nhân A chia 4x0. Còn nếu mà chúng ta quy đổi T bằng 2 pi căn M chia K và ta nhân với A chia 4x0 cũng được nhé. Thực ra ít hỏi cái này ít hỏi. Nhưng công thức ít hỏi. Rồi, như vậy chúng ta đã xây dựng toàn bộ xong mà. Bao nhiêu công thức ạ? 6 công thức. 6 công thức liên quan đến cái phần rộng tác dần này. Thì thực ra thì có cần chứng minh không? Thì phải chứng minh để các bạn nhớ được và các bạn nắm được cái phương pháp để nhận biết được khi nào có cái lực ma sát tác dụng vào, khi nào thì dao động điều hòa. Và các bạn áp dụng các công thức
chúng ta vừa chứng minh. Đây là bài toán tổng quát, có nghĩa là khi thi thì có thể chỉ hỏi ý thứ nhất, cũng có thể chỉ hỏi ý thứ hai, cũng có thể hỏi cả ý thứ nhất, hỏi ý thứ hai hoặc cả ý khác. Các bạn chỉ cần nhớ được linh hoạt các phương pháp giải, ta sẽ làm được nhé. Bây giờ ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể. Chúng ta cùng đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu số 1, một vật có khối lượng 100g gắn với một lò xo có độ cứng cao 100 N/m. Thầy sẽ tóm tắt luôn cho các bạn nhé. Thực ra thì các bạn làm trắc nghiệm không cần tóm tắt đâu. Và thầy khi đưa phương pháp giải và thầy đưa ra các ví dụ cụ thể, thầy đưa phương pháp gắn liền với cái tóm tắt để các bạn nhìn thấy luôn. M của ta bằng 0,1 kg. Độ cứng của lò xo K bằng 100 N/m. Vật chỉ ra động được trên trục OX nằm ngang trùng với trục của lò xo. Ban đầu thì có vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 8 cm, đấy chính là X, X0 đúng không ạ? Bằng 8 cm. Rồi truyền cho vật vận tốc 60 cm, đây là V, 60 cm/giây. Hướng theo phương OX. Trong quá trình ra động, vật luôn luôn chịu tác dụng một cái lực cản không đổi là F cản bằng 0,02 N. Tổng chiều dài quãng đường mà vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho tới khi dừng lại là hỏi S bằng hỏi chấm. Nghe khá nguy hiểm, đề dài vô cùng, đúng chưa các em? Đây các bạn cùng đi phân tích đề bài như sau. Đề bài đã cho khối lượng này, cho độ cứng K này, cho ly độ X và cho vận tốc V, cho F cản và hỏi S. Thì ta đi từ cái tư duy ngược nhé. Đấy là để tính quãng đường S thì ta lấy cái năng lượng, đó là năng lượng chia cho cái F cản, em bán sát đấy, đúng chưa các em? Công lực bán sát F cản đúng không? Đấy, ta sẽ lấy quãng đường bằng năng lượng chia cho F cản này, đúng chưa các em? Bởi vì là chúng ta xây dựng lại từ cái công thức của ta như sau. Đấy, các bạn nhìn lại cái xây dựng cái công thức này. Đã thầy bảo là cơ năng sau trừ cơ năng trước, cơ năng trước trừ cơ năng sau, hoặc cơ năng sau trừ cơ năng trước cũng được. Thầy lấy trước trừ sau nhá. Với kép 0 trừ với kép sau này sẽ bằng là A ma sát, A cản đấy, bằng chính là F ma sát nhân F. Nhưng mà cái cơ năng sau này khi dừng hẳn thì bằng gì ạ? Bằng 0 đúng không? Bằng 0. Do đó thì với kép 0 sẽ bằng là F ma sát nhân F, suy ra S bằng với kép 0 này chia cho F ma sát. Thế thầy đã xây dựng cho các bạn cái công thức như vậy rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ là trong trường hợp này lực ma sát nó chính là lực cản, lại là lực cản. Như vậy S sẽ bằng là V kép chia cho F cản, đúng chưa các em? Mà cái công, cơ năng thì đề bài đã cho hết các dữ kiện cụ thể rồi. Cho vận tốc V, cho khối lượng M, cho độ cứng K, cho X không. Như vậy ta dùng luôn công thức là V kép sẽ bằng là động năng cộng thế năng 1/2 KX không bình phương cộng với cả 1/2 MV không bình, MV bình chia cho F cản. Đúng chưa? Đến đây thôi. Các công thức ta có sẵn, ta thế vào đây. Thế vào đây. Khi tính ở đây thì các bạn nhìn là đơn vị của K là Newton trên mét. Do đó khi tính toán thì tất cả các bạn đổi ra đơn vị mét 1/2 K. K là đang là Newton trên mét là 100 này, 100 này nhân với cả gì các em? X0 ở đây là các bạn đổi là bằng 0,08 m, 0,08 m, và bình phương lên. Sau cộng với cả 1/2 gì các em? M khối lượng của ta là 0,1, và ta nhân với cả V bình ở đây là 60 cm/giây, thì ta đổi bằng 0,6 m/giây, 0,6 bình phương. Và đến đây chúng ta chia cho F cản của ta, đề bài cho là 0,02 N. Và đến đây chúng ta bấm máy tính thôi, thao tác khá đơn giản rồi đúng không các em? Và sẽ bằng 16,9 m. Thế bài này có khó không? Thầy đánh giá bài này không khó. Như khi thi ấy, thì lỡ mà đề bài ném vào, đây không hề thuộc về nội dung giảm tải em ạ, đây là nội dung thi. Nếu mà không nhớ cái cách xây dựng hoặc là nhớ công thức thì các bạn vào phòng thi là các bạn coi như câu này khoanh bừa, thành câu rất khó, hiểu chưa các em? Ok, để củng cố thêm ta tiếp tục sang các ví dụ tiếp theo. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 2. Một vật nhỏ đang dao động điều hòa dọc theo một cái trục nằm trên mặt phẳng nằm ngang trên đệm không khí có ly độ X bằng 2 căn 2 cốt của 10 πt cộng pi trên 2. T đo bằng giây và đơn vị của X là cm. Lấy ra tốc trọng trường g 10 m/giây bình phương. Nếu tại thời điểm T bằng 0, đệm không khí ngừng hoạt động,
Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là 0,1. Thì vật sẽ đi thêm được tổng quãng đường là bao nhiêu cho m 100g? Có bốn đáp án như thế này. Thì để tính quãng đường S, ta vẫn tư duy ngược của ta là gì các em? S vẫn bằng là cơ năng chia cho F cản. Đấy, F cản. F cản trường hợp này chính là μm, đúng chưa? Các bạn thay luôn ở đây. Nào, cơ năng trường hợp này đề bài cho sẵn cái phương trình x rồi. X ở đấy có xuất hiện a, như vậy cơ năng của ta sẽ là bằng 1/2 ka bình. 1/2 ka bình thì ghi gọn là bằng 0,5 ka bình. K là chính là m nhân omega bình phương nhân nhân a, và chia cho F cản đấy chính là có sẵn là μm mg. Nào, đây ta thay số thôi, đúng chưa các em? Thay số nào, bằng bao nhiêu ạ? 0,5 nhân m của ta là 0,1 kg. À, m với m đấy hết rồi, m đấy m hết, ta không phải nhân vào đây nữa nhé, chỉ tiêu m được rồi. Rồi, 0,5 nhân omega bình, omega ở đây là 10 pi bình, và ta nhân với cả a của ta. A của ta là đang là 2 căn 2 cm, thì đổi bằng là 2 căn 2 nhân 10 trừ 2. Đấy. Và ta chia cho hệ số ma sát mu của ta để bài cho bằng 0,1. Và ta nhân với bao nhiêu ạ? G của ta là để bài cho sẵn bằng 10. Rồi, đây các bạn bấm máy tính đó. Cùng nhập máy tính với thầy nhé. Các bạn khi tính thì các bạn nên để cái giá trị pi bằng căn 10 thì nó sẽ số sẽ đẹp hơn. Rồi, và kết quả chúng ta nhận được bằng 0,4 đơn vị là mét. Và đây ta nhân đến đổi ra cm thì bằng 400. À xin lỗi, 40. 0,4 nhân 100 bằng 40 cm. Ok chưa? 40 cm. Các bạn nhìn thấy ạ. Và đây ta chọn được đáp án là D. Ok chưa các em? À, đây là một cái bài mà gần giống bài 1 đúng không ạ? Các bạn chỉ cần áp dụng cái công thức là quãng đường S bằng năng lượng chia cho F cản là xong. Ta tiếp tục sang câu hỏi số 3. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 3. Con lắc lò xo dao động theo phương ngang, lò xo nhẹ có độ cứng là 100 N/m, vật nhỏ dao động có khối lượng là 100g, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,01 giây. À xin lỗi, 0,01. À, tính độ giảm biến độ mỗi lần vật qua vị trí cân bằng. Thế thì chúng ta có học về cái độ giảm biến độ trong nửa chu kỳ và trong một chu kỳ đúng không nhỉ? Thì các bạn biết là một chu kỳ thì vật qua vị trí cân bằng 2 lần. Thì ở đây đề bài bảo là tính độ giảm biến độ mỗi lần vật qua vị trí cân bằng. Đấy. Thì đây chính là gì ạ? Độ giảm biến độ chính là sau bao nhiêu? Sau nửa chu kỳ đúng không nhỉ? Sau 1/2 chu kỳ. Thế thì ta sẽ tính này. Delta A phẩy bằng 2 mu mg chia k. Đấy chính là cái công thức của ta thôi. Đây các bạn thay số vào nào. 2 này nhân này. Mu là 0,01. M là khối lượng của vật là bao nhiêu? 100. 100g đổi 0,1. Nhân với cả g là 10. Và chia cho 100. Đây các bạn bấm máy tính nhá. 0,1 nhân 10 là bằng 1 rồi. Ta chỉ lấy 2 nhân 0,01 thôi. Và sẽ bằng là 2 × 10^-4. 2 × 10^-4 mét. Thì các bạn biết là 1 mét bằng 1000 mm đúng không nhỉ? 1000. Như vậy ta nhân vào đây thôi, sẽ là bằng nhân thêm 1000 vào đây. Và sẽ bằng là 0,2 mm. Và đây chúng ta chọn được đáp án là D. Khá là dễ nhầm lẫn. Nếu chúng ta hiểu nhầm là tính độ giảm biến độ mỗi lần qua vị trí cân bằng đó là sau một chu kỳ thì ta khoanh đáp án C là chết rồi. Nhầm sai cái kết quả. Do đó các bạn cố gắng sao mà đọc kỹ đề bài nhá. Ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Một vật khối lượng 100g
Đối với một cái lò xo có độ cứng là 80 Newton trên mét, đầu còn lại của lò xo gắn cố định sao cho vật có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 3 cm và truyền cho nó vận tốc là 80 căn 2 cm/giây, lấy gia tốc trọng trường 10 m/giây bình phương khi hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,05. Biên độ dao động của vật sau 5 chu kỳ dao động là bao nhiêu? Thế bài này ta sẽ tư duy như sau. Đó là ta biết là độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ. Là tư duy nào? Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ đó là delta A. Delta A, đúng chưa? Đúng chưa? Như vậy ở đây là biên độ sau 5 chu kỳ thì rõ ràng là thầy gọi cái biên độ mới đó là A phẩy. Trong biên độ A ban đầu trừ cho 5 lần biên delta A chính là độ giảm biên độ sau 5 chu kỳ. Là thầy nhấn mạnh lại này. Đó là biên độ A phẩy sau 5 chu kỳ sẽ bằng là biên độ ban đầu trừ cho 5 lần delta A. Delta A là độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ. Đúng chưa các em? Như vậy ở đây chúng ta thiếu hai cái sự kiện, một là tính A, hai tính delta A là xong, đúng chưa? Nào, ta sẽ tính như sau. Nào A, tính A. A của bạn gồm cái gì ạ? Có độ cứng K, có khối lượng M. Như vậy ta sẽ tính ra được omega đã. Là omega bằng căn K trên M bằng căn K là căn của 80 này, chia cho 0,1 bằng (20)/2 radian trên giây. Đây là được omega. Thế thì để tính A thì đề bài đã cho dữ kiện là cho vận tốc V này, cho x này, và ta tính ra omega nữa thì ta sẽ dùng công thức độc lập, đó là A bằng căn của x bình cộng V trên omega tất cả bình phương. Đó thay số vào thôi, đúng chưa? Bằng này, căn của A bình, xin lỗi, x bình là 3 bình này cộng này, V của ta là 80 căn 2 chia cho 20 căn 2 bình phương. Các bạn nhìn này, 3 bình cộng với cả 80 căn 2, căn 2 và căn 2 hết. 80 chia 20 là bằng 4. 3 bình cộng 4 bình cho bằng 5. Như vậy rõ ràng biên độ A bằng 5 cm. Đúng chưa? Khá đẹp. Rồi. Tiếp theo là delta A của ta. Là độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ. Ta sẽ lấy delta A. Thế dạy rồi đúng không ạ? Bằng 40 mg trên K. Hay số bao nào? 4 nhân hệ số ma sát là 0,05 nhân M của ta là 0,1 nhân G là 10 và chia 80. Ta bấm máy tính nhé. Và sẽ bằng là 6,25 × 10⁴. 6,25 × 10⁴ mét. Và đây ta sẽ đổi bằng cm thì ta nhân với cả 100 đi. Sẽ bằng 0,0625. 0,0625. 0,0625 phải ghi đấy nhá. Bằng 0,0625 cm. Đấy. Sẽ đổi ra cm như vậy. Như vậy suy ra được biên độ dao động sau 5 chu kỳ là A phẩy bằng A trên 5 nhân với cả delta A. Đây ta thay số vào đây, 5 nhân với 5 trừ cho này. 5 nhân với cả 0,0625 bằng 5 trừ này 0,0625 cm. Năm chu kỳ đúng không nhỉ? Rồi biên độ dao động sau 5 chu kỳ dao động A phẩy bằng A trừ 5 delta A. Thế nào nó bị thầy xíu nhé. Có lẽ là thầy tính ở đâu đó nó bị sai. Có thể delta A của ta sai chẳng hạn. Có thể thầy chưa nhân 4 vào đây. Thầy nhân lại nhá. Chỗ này có thể sai chỗ này. 4 nhân này 0,05. Có thể 4 ở đây thầy không nhân vào nên bị sai chỗ này. Nhân
0,1 nhân 10 chia 80. À đúng, thầy bị sai, thầy bị sai. Đợi tí nhá, thầy xóa đi cái này nhá. To vì thầy bị sai cái kết quả này. Ok ok, đây. Nhân lại nhá, sẽ là bằng 2,5 nhân 10 3. 2,5 nhân 10 3 mét. Đấy. Đến đây ta đổi ra cm các bạn nhân 100 nữa. Sẽ bằng 1/4 là 0,25 cm. Đấy mới đẹp. 0,25 bằng 5 trừ 5 nhân bằng 3,75. Ok. Ok. Như vậy thì ta chọn được đáp án D. Do quá trình nhân thì thầy nhân chỗ này thầy thiếu mất số các bạn. Nên khi tính toán các bạn đừng đừng chủ quan nhé. Như thầy thì vừa vướng mất số 4 này. Ok các bạn. Ta tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 5. Một con lốc lò xo vật nặng có khối lượng là 100 g. Lò xo có độ cứng là 100 N/m. Dao động trên mặt phẳng ngang với biên độ ban đầu là 10 cm. Lấy ra tốc trọng trường 10 m/s. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Số dao động thực hiện được kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng lại là. À các bạn học cái công thức số dao động đến khi dừng lại N sẽ bằng là biên độ A chia cho delta A. Delta A chính là độ giảm biên độ sau một chu kỳ, đúng chưa các em? Và ta cần tính hai đại lượng này thì A của ta có sẵn rồi, bằng 10 cm. Delta A là bằng mu mg chia gì ạ? 4 mg chia k. Theo công thức này, đúng chưa các em? Rồi, bây giờ ta thay giá trị vào thôi, có hết giá trị rồi. Nhưng mà ở đây là hệ số ma sát, g bằng mét dây bình phương, do đó A phải đổi ra đơn vị mét. Thì các bạn thay luôn này. A là bằng 10 cm đổi bằng 10 trên 100 là 0,1 chia cho 4 này. Mu là hệ số ma sát của ta, đề bài cho sẵn là 0,1. M của ta là bằng 100 g đổi bằng 0,1 kg. Và nhân với cả 10 chia cho K của ta là bằng 100. Đây ta bấm máy tính thôi. Và kết quả sẽ bằng là 25. Như vậy N bằng 25 dao động. Đây các bạn chọn được đáp án là A. Ok chưa các em? Ta tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.